Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series tập Mobile. Đây là tập 16 thì phải. Ok, thì trong cái dự định trong tập này thì mình sẽ đi nhốt bắt đi bắt mấy con hải ly về nha anh em. Không phải là đi tem nha, không, mình không có đi tem nha. Mình có con voi rồi nên là mình không có tem con hải ly nữa đâu. Con hải ly thì nó farm gỗ nha anh em, nó farm gỗ cho với con voi luôn ấy, nó cũng được giảm cái quay khi mà nó farm gỗ đấy. Nhưng mà mình đã có con voi rồi nên mình không có cần con hải ly nữa. Thứ là mình cần là gì? Chính xác đó, thứ mình cần đó chính là polymer thôi. Xi măng nha anh em. Xi măng ấy, xi măng ấy. Đấy, thì trong tập này thì mình sẽ đi nhốt nó về. Nhốt nó. Đi gấp nó về đấy anh em, xong cái rồi đi nhốt cái nhốt nó lại. Vậy thôi dễ mà. Đây, đầu tiên thì phải cần một ít đá. Nhốt nó lại xong rồi mình thấy mấy ông YouTuber kia ấy là nhốt nó lại xong rồi nó hên xui thì nó sẽ cho mình cái nó sẽ xây cái tổ, mà trong cái tổ của nó thì sẽ có cementin, cái tổ của nó sẽ có xi măng với ngọc gai đấy anh em. Rất là nhiều mà chứ không phải ít đâu, rất nhiều luôn ấy. Đấy, nên là mình sẽ có gỗ nữa, gỗ cực kỳ nhiều luôn. Gỗ một lần thì mấy ngàn gỗ luôn ấy. Đấy, nên là mình nghĩ thì mình cũng lần đầu tiên mình đi nhốt cái con hải ly này. Mình cũng không chắc là nó có làm được hay là không nữa. Không làm được thì không sao, mình để nó, mình nhốt nó chơi cũng được. Đấy. Ok, trong tập này nếu như mà có thất bại thì cũng không sao nha anh em. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi nhốt con hải ly lại. Hồi đó là mình còn đi chạm cái ổ của nó mà. Và bây giờ mình đi chạm riết cái nó không thấy cái ổ nữa hết. Giờ nó chưa có làm ra nên em. Nên là mình quyết định là sẽ đi bắt toàn bộ hải ly trên map này nè. Cái mình nhốt nó lại một cái ô, cái chuồng. Đấy. Tha hồ luôn, một đống hải ly luôn. Tập này thì mình sẽ làm một cái chỗ mà phải có thật là nhiều, phải có thật là nhiều hải ly nằm trong chổng. Đấy. Ok, như đây đá chắc là đủ rồi đấy. Đấy. Để cái chuồng ở đâu nhờ? Mình nghĩ chắc là mình sẽ để cái chuồng ở ngoài đây nè. Không, không có để cái chuồng ở trong đây. Tại trong đây là mấy cái chỗ mà spam ra mấy cái tài nguyên. Để trong đó là không có được. Đấy. Đấy, ok. 2000 đá. Đây. Phải vứt bớt cái gì ra mới được. Toàn đồ quan trọng không rồi anh em ơi, toàn đồ xịn không à, quá trời da luôn á. Quất cái hạch thúi này đi, quá trời đá nè. Đây thì mình sẽ học cái này, cần đá, gỗ với hạch vơm. Đá này tất nhiên là phải có đá rồi, cổng đá này, gỗ này, thạch. Mình sẽ làm không chắc, không biết là làm bao nhiêu nữa. 5x5 thì nó hơi to nhỉ. Mình sẽ làm 15 cái trước đi. Không có, nếu như mà nó bự quá đấy anh em thì mình cũng có thể là để mình đi ngủ cái cho trời nó sáng lại. Mình cũng có thể là đặt cho nó ra rồi mình chờ cho nó hết thời gian để mà pick up lại được ấy. Mình sẽ có thể là phá rồi mình có thể chế lại từ đầu cũng được. Phá rồi mình lấy lại cái nguyên liệu chứ. Nhầm. Đấy, đây cũng là lần đầu tiên luôn. Mình không có tem nó đâu nha anh em. Mình để nó, mình nhốt nó vậy cho nó làm cái ụ. Chứ anh em tem nó, anh em có để nó như thế nào đi nữa, nó không có làm cái ụ cho anh em đâu. Đó là khả năng của con hải ly. Hải ly thì ở trên ARKBC thì nó khá là hữu dụng ấy. Ở trên ARKBC thì nó, hải ly thì nó có rất là nhiều luôn. Nó làm ụ cũng rất là nhiều nữa. Còn trên Mubi thì ít lắm. Hên lắm anh em mới kiếm được cái chỗ mà có nhiều ụ thôi. Còn không thì anh em chơi online ấy. Anh em chơi online thì nó có rất là nhiều ụ luôn. Đây. Đấy. Làm ở đâu ta? Chỗ này hả? Chỗ này nhìn nó không có được bằng phẳng lắm á.
Đây, chỗ này bằng phẳng nè. Có cần phải làm nó gần mới chọn mấy cây không ta? Có cây, có nhiều cây không ta? Chắc là không đâu. Đây, mình sẽ làm ở xung quanh khu vực này đi. Đấy. Chết chết. Cúp lại, bích cúp lại. Đấy, bích cúp lại. Đấy, xung quanh cái khu vực này đi. Đấy. 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 Hay là làm cho nó rộng ra thêm ta. Ừ thôi mình nghĩ cho làm cho nó rộng ra thêm đi. Chứ mình thấy hình như là nó hơi nhỏ rồi đấy. Nó hơi nhỏ rồi đây, nó hơi nhỏ rồi. Nó hơi nhỏ rồi. Cho nó rộng ra sát ở ngoài cái bờ luôn đi. Ngày cũng tôi hơi tốn đấy, không phải ít đâu. Đây, cho nó rộng ra thêm một ô nữa đi. Giờ đủ rộng rồi đây. 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 Chặt cái cây này coi. Chặt. Chặt. Đấy. Đây. Đấy. À. Đấy. Ồ. Mình làm ở bên đây hình như là nó hơi rộng nha. Chắc là cần phải có thêm mình làm thêm 4 cái nữa đi. Làm thêm 4 cái nữa là có thể là đủ á. 4 cái nữa. Đâu rồi. Đây. Gỗ đây. Đá đây. Thách đây. 4 cái nữa. 5 cái luôn đi. Đây mình phải cần có một cái cửa. Cần một cái cửa. Cái này là cái window rồi, cái này là cái cửa sổ, window. Window, window. Đây đây. Mình làm full bằng đá luôn nha anh em, tại vì anh em cho mình hỏi nè. Con Hải Ly phải không? Nó phàm gỗ, vậy mình anh em hỏi anh em làm cái chuồng gỗ coi nó có phá được không? Chắc chắn là phá được rồi. Cái này ai mà cũng không biết, ai mà không biết, đúng không? Chắc chắn là nó phá được rồi. Chả nhẹ nó đi phăm gỗ mà nó không phá được gỗ đúng không? Đấy, khi nào nó đi phăm đá thì nó đi phăm đá thì nó mới phá được, mới không nó mới phá được đá thôi. Còn cái này là đá. Còn cái chỗ cái chuồng đá này T-Rex mà nó còn không cắn được thì làm sao mà con Hải Ly nó có thể cắn được. Đúng không? Đấy. Đấy, trời, vừa đủ luôn anh em ơi, vừa đủ luôn, vừa đủ luôn. Đấy, mình sẽ đặt ngay giữa luôn. Uầy, mình xây cũng cân xứng phết chứ. Đấy giờ thì lắp rào lên thôi. Hồi nãy hình như là mình xây 15 đúng không? Giờ mình cần 30 cái rào. À, không không, mình xây 20. 20 giờ mình cần 40 cái rào hả? Nhiều nhiều chứ. Ok đây anh em, làm dư cũng không sao hết, làm dư không sao hết, làm dư không sao hết. Đấy, lấy một ít gỗ qua. Này cái rào này. Mình làm trước 20 cái thử coi nó đủ không ha anh em. Tem Hải Ly cũng được. Hải Ly thì K nè. Đây, Hải Ly nè. K to roi dead gì nè. Ủa cái in cái tên cái tên này chứ. Phức tạp, level 61. Trong khi đó con ma. À, trong khi đó con mammoth nó có level 31 à. Vậy con Hải Ly với yên nó cần level cao hơn cả con mammoth hả ta? Mình thấy con Hải Ly thì nó khá là bình thường thôi. Chắc là có gì đó sai sai rồi. Không có gì đâu. Có một đặc quyển nữa là con Hải Ly có thể chở được cả 3 người anh em. Cái yên nó có thể chở được 3 người đấy. Cái cây này nữa chết. Đập rồi đi. Đấy, đập. Lắp hàng rào vào. Đấy. Đấy. Chặn.
một một ô nó ra được không à. Mình thấy là nó khá là bự á, nó bự ngang với mình á anh em à. Nó lùn hơn mình ấy, nhưng mà nó sẽ nó khá là bự á, nó không có nhỏ đâu. Thôi mình sẽ xây lên hai ô đi. Xây lên hai ô cho nó dính chung với cái này nè. Đây mình cần thêm 19 cái rào nữa. 20 cái mà còn dư một cái thì cần 19 cái. Chà. Chà. Hải Ly thì mình phát hiện nó nhiều lắm anh em à, nhưng mà nó không có làm ụ cho mình. Nó có nhiều ụ cái mình lấy hết rồi. Chắc rứa cũng tức quá, thì khỏi khỏi làm ổ đi. Sống ở ngoài được, lơ sống ở ngoài luôn đi, khỏi làm ổ đi. Làm ổ kiểu gì cũng có hẳn lại ăn trộm luôn, cũng như không à. Đấy, nó nói với mình vậy đấy. À quên rồi. À, anh em cho mình hỏi là anh em thích mình về chơi về series ARK hay là Liên Quân anh em? Nếu anh em thích mình chơi về series ARK Mobile hay là Liên Quân ấy, anh em có thể nói để mình có thể làm cho những video chất lượng và hay nhất cho anh em coi. Đấy. Rồi anh em xem nhớ like ủng hộ mình nha anh em. Đấy, xem nhớ like ủng hộ mình nha. Đây này, sắp xong, sắp xong. Cái con ỉn, con ngu chớp, con ôm ỉn. Đấy. Hy vọng mà nó về nó sẽ làm ổ nha, nó không làm ổ nè, mệt lắm đấy. Khổ lắm, cực lắm đấy. Đấy, hai rào nha anh em, rào hai bậc nha anh em. Mình còn không nhảy qua nữa, nói gì tới nó đúng không? Mình nhảy qua còn không được nữa. Mà con Hải Ly nó có biết nhảy đâu, đúng không? Không có, không biết là có cần phải có gỗ không, nó mới có mới chịu làm không ta? Ủa. Cũng vẫn còn dư một cái nè. Ảo ha. Đấy. Đấy. Ok. Ok, giờ thì đi gì ta, đi gấp Hải Ly về thôi. Đấy. À, mình cái đảo này theo mình thấy thì mình cũng có thể là gấp những con thú khác nè nè. Sau này đi mình có quét giò đây, mình sẽ gấp cái đảo này. Cái đảo này thì nó chỉ có là Ke này, Tego này, với Proto với Bara thôi, không có mấy con khác. Sau này mình có quét dầu đi rồi mình sẽ gấp những con khác vào để cho cải tạo cái đảo này nha anh em. Đây mình sẽ sử dụng con Agen để đi gấp con bò te thì nó không có gấp được. Đây ở gần nhà mình thì cũng có mấy con đó thôi. Chà, mở đường bay tới. Video thì nó cũng khá là dài rồi. Mình sẽ tua nhanh qua đoạn này đi. Và đây rồi mọi người ơi. Đây, mình đã tới được cái chỗ mà có mình theo mình thấy thì có khá là nhiều Hải Ly nè. Đây, ở trước mặt mình có một con nè, có một con trắng tinh luôn này. Đấy, 108 nè. Vậy ở đây thì cũng có một con nữa. Con này cũng là 106, con 106 luôn. Và cả hai con đều là con cái. Còn nhiều chỗ lắm nhưng mà đây là cái chỗ mà gần có nhiều Hải Ly, gần nhất, gần nhà mình nhất luôn nha anh em. Đây mình sẽ gắp cái con này về. Anh em lưu ý là anh em đừng có đánh nó nha. Đánh nó là nó sẽ đánh lại đấy, nó không có hiền đâu. Anh em cũng đừng có lấy cái ổ Hải Ly, ụ Hải Ly của nó luôn. Lấy ụ Hải Ly của nó nhưng mà anh em chạy không kịp thì nó có thể bắt anh em ấy. Nó cắn thì con này nó cắn không có đau luôn nhưng mà nó cắn phá giáp nha anh em. Nó cắn phá giáp đấy, không phải chân dừa đâu. Nó phá giáp cũng khá là ghê đấy. Đấy, đây mình mang bay về nhà đây. Đây là em Hải Ly đầu tiên trong chuồng nha. Thấy nếu anh em gấp bình thường à thì nó sẽ không có đánh anh em. Nên mà đánh nó thì nó sẽ đánh anh em lại nha. Nó đánh thì không có đau lắm đâu. Nhưng mà là anh em mà yếu ấy thì nó dần đánh chết anh em bình thường thôi. Mình cũng chưa có tem con này lần nào nữa nhưng mà mình có con voi rồi nên mình nghĩ là mình không cần có tem đâu. Tem để phí slot lắm anh em. Tem nó phí slot lắm. Đây, mình sẽ bắt trước hai con này đi. Rồi mình sẽ tiếp tục bắt thêm nốt thêm mấy con khác nữa. Đấy, bắt hết. Bắt hết map luôn. Đấy. Mình bắt như vậy này mình đem hú ở chỗ khác đúng không?
và cái chậu đó đấy, nếu như mà nó sẽ tự spam ra một con khác nữa nha anh em. Đấy, nó sẽ tự spam ra thú mà nó sẽ bị, nếu mà nó hơi bị hiếu ở chỗ nào ấy thì map nó sẽ tự, game nó sẽ tự spam ra chỗ đó. Đây em đầu tiên vào mày đấy. Vậy là đảo ăn cỏ của chúng ta đã có thêm một con hải ly mới. Nhớ ráng làm tổ nha mày. Nó không làm tổ thì cũng không sao anh em. Nó làm tổ thì chủ yếu là lấy serpentine. Serpentine thì mình cũng có thể là đi đi qua bên cái hang núi lửa, lăng hang lava đấy. Mình cầm cái kiếm này nè, mình thịt mấy con kêu mấy con bọ cạp này, nhờ anh này rớt này, đấy mấy con đó đấy, thì nó sẽ cho mình cái chitin. Chitin á là cái lớp vỏ của tụi nó đấy. Đấy thì mình sẽ trộn với đá, nó sẽ ra xi măng, cũng sẽ ra serpentine thôi đấy. Nói chung thì mấy cái đó dễ chế lắm. Ở trong hang thì có rất là nhiều bọ cạp luôn, rất là nhiều luôn, nên tha hồ. Đấy chà chà, đang bay lại chỗ đó. Đấy chà. À, theo mình thấy hình như là chi tin ấy là có giáp chi tin nha anh em. Giáp chi tin là giáp được làm từ vỏ của mấy con mà mấy con bọ đó đấy, mấy con trùng, côn trùng đó đấy. Theo mình nghĩ thì chắc là mấy con côn trùng nó chắc là nó sẽ có lớp, nó sẽ cứng hơn, nó thậm lẽ cái lớp vỏ của nó còn cứng hơn cứng hơn cái da nữa ta, nó cứng hơn một vài thứ thôi ta, chắc là vậy rồi. Bởi vì nó chứ không vậy chứ sao nó làm giáp được. Rất theo ở ngoài thì mình bóp con kiến hay là mình bóp mấy con côn trùng gì đó, mình nói chung mình đập ở đây rồi đấy, nó ra quá trời nữa nè, thấy không? Và mình mới bắt một con cái nó ra thêm con nữa nè. Đây đây 40 meo nè, đấy, gấp con này về. Con cam nè, đây còn nhiều lắm. Đây có con đen nè, có con đen 160 này. Bốn đứa ha, bốn đứa trong một ổ ha. Để mình coi coi còn con nào nữa không. Không, không còn con nào cả. Mình cũng có thể đi tem ốc sên rồi mỗi cái chuồng nó cũng được, nhưng mà nếu như mà mình lấy cái, mình là sợ ấy là mình nếu như mà nó tạo ra cái ụ hải ly rồi ấy, mình lấy ấy thì nó sẽ tấn công mình đúng không? Còn khi mình nó mình ở đó thì nó sẽ tấn công mình, còn mình mà mình chạy ra kịp ấy nó sẽ không tấn công kịp. Vậy thì nó mình nghi là mình sợ nó sẽ đánh con ốc của mình, mà con ốc thì nó yếu lắm, nó yếu lắm. Con ốc thì nó có thể là tạo ra serpentine này với polymer được luôn, nó tạo ra cả hai cái đấy được luôn nha anh em. Nhưng mà tem con ốc thì nó khá là tốn đấy. Tem con ốc với cho con ốc nó ăn á khá là tốn đấy, không phải dần dừa đâu. Nó ăn bánh kem nha anh em, nhưng mà bánh kem thì phải cần một mật ong với sáp. Chắc là tập sau mình sẽ đi làm mật ong với sáp đi ha. Mình tập sau đi, mình sẽ đi làm hoặc là nhiều tổ ong với sáp. Này sáp đấy là tạo ra được sáp là phải đem vô cái chế một cái giòi mà hút sáp ấy, y chang như là anh em lấy mũ từ cái cây cao su vậy đó, lấy cao su từ cái cây cao su vậy đó. Đấy nó cái gì có cái giòi hút đó, cái nó chạy ra anh em lấy cái sáp đó. Cái sáp đó thì có thể là chế được cái tổ ong, cái tổ ong thì có thể làm được bánh kem. Bánh kem thì có thể tem được con bột, con ốc sên. Mà ốc sên tem tốt lắm anh em, mà anh em tem xong về ha, nó không có ăn đồ ăn bình thường đâu, nó vẫn ăn bánh kem tiếp đấy. Đấy nó ăn hạng sang không ấy, nó ăn hạng xoàng không ấy. Ta như người ta dữ lắm là người ta ăn thịt hay là người ta ăn kiếp bò, không thì người ta ăn trứng. Ta ăn trứng xong ta tem về xong thì người ta vẫn ăn thịt bình thường này, hay là ăn trái cây gì đó. Anh tem xong bằng cái, anh tem bằng cái gì thì nó ăn bằng cái đó. Đấy khổ. Vậy ở ngoài tự nhiên là nó ăn cái gì trời, mình cũng không hiểu được nữa. Nhưng mà thôi, đây là trong game mà, làm sao. Đây, theo mình thấy thì ARK Mobi thì nó cũng khá là đẹp luôn ấy. Nhưng mà hiện giờ thì những game này thì nó còn khá là nhiều lỗi, với lại nó không thể nào mà chơi chung được. Chơi chung thì bắt buộc anh em phải vô server online. Nhưng mà mình nói thiệt luôn, đấy, mình nói thiệt luôn là mình không thích server online cho lắm đấy. Tại vì nó có rất là nhiều trường hợp mà tào lao xảy ra. Thứ nhất là tranh chấp thú để tem này, tranh chấp tài nguyên này, đặc biệt là server PvP ấy.
tranh chấp tài nguyên này, rồi gặp thêm mấy ông mà mấy cái người chơi mình người ta bạn hay là người ta thân thiết với admin chủ server đấy. Đấy, cái này mình đang nói tới anh em mà chơi server của người chơi nha anh em, chứ không phải là chơi server của nhà phát hành. Chơi server thì của nhà phát hành thì nó cũng bình thường thôi. Đấy, thì người ta có thể là binh nhau rồi, người ta đi phá này phá nọ của mình. Đấy, phá còn không là kích, còn không thì kêu hết thú. Đấy, còn không thì nếu như mà chi be của anh em mà vô tình mà làm cái gì đó mà nó sai ấy thì anh em cũng bị oan luôn. Còn không thì có thể là anh em đụng phải mấy người mà ta làm chi be mà người ta không biết chơi đi, thấy không, ta làm lỡ ta làm cái gì đó sai sót đi anh em sao mất hú. Còn nếu anh em phạm vào lỗi của phạm lỗi của server ấy là cấm kỵ, điều cấm kỵ của server đấy, thì anh em có thể là bị phạt luôn chẳng hạn đấy. Nói chung là theo mình thấy thì nên chơi offline ARK, nên thêm cái chơi hot local đấy anh em, chơi hot local đấy, chơi có thể là mình ta chơi được chung được tối đa 4 người. Như vậy thì nó hơi vui hơn. Chứ không cần nhất thiết là phải nhất định offline là chơi một mình, online là chơi chung được tất cả. Anh em đấy, game nên thêm một cái như vậy nữa để mà có thể là nhiều người, một vài người bạn thôi. Một vài người bạn phải gặp vô chơi chung chứ không cần nhất thiết phải vô server mà vô server. Nó có rất là nhiều người chơi luôn. Nè. Mà nói anh em à, anh em chơi offline mà anh em xây nhà này, anh em tem thú nè. Thú nó càng đông nhà mà nó càng bự nè, nó càng lát đúng không? Mà anh em thử ở trong offline mà ở trên online mà nó 50 người. 50 người đi. 50 người đi rồi mà nó chơi chung vậy đó, rồi xây nhà vậy thử có anh em coi nó lát cỡ nào. Đấy. Đây trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ gấp nốt mấy con khác về đó, anh em. Ok, mình đã quay trở lại ở đây. Đây, trong một khoảng thời gian mà tương ngắn thôi, tại con chim này của mình này nó bay khá là chậm, cỡ con agen này của mình là nó max speed đấy thì nó sẽ bay rất là nhanh luôn. Hoặc cái công việc này thì nó sẽ nhanh gọn lẹ thôi. Đấy phải không? Đây, mình đã gấp đầy đủ hết 4 con ở bên cái khu đó rồi. Về rồi nói chung bờ bển nó không còn một con hải ly nữa đó. Đây 4 con, 2 đực và 2 cái, 2 con cái level khá là cao, 1 2 con đực level khá là hấp. Đấy. Đấy mà chưa gì hết, về là tụi nó đã cho mình hơn cái ổ nè, rồi mình sẽ cho anh em coi cái ổ mà bên trong cái ổ sẽ có cái gì nè. Cái ổ nó làm sát bìa vậy, lấy khá là dễ. Đó. Cái ổ của nó nè, sẽ có nè, nấm nè, mặt gai nè, xi măng nè và gỗ. Gỗ thì mình không cần thiết là phải lấy đâu. Đấy, gỗ không cần thiết phải lấy nên là mình sẽ thôi, mình lấy luôn đi. Đấy, mình lấy luôn đi cho nó tự sờ bam ra con khác. Thấy không? Nè anh em thấy nè, thấy không? Cho nó sẽ hoảng loạn nè. Đấy và tụi nó sẽ tìm đến anh em. Thấy thế không? Tụi nó hoảng loạn, nó chạy bình thường của nó đi không mà, thấy không? Nè, cái con này nó còn đang phá cái lồng nè, thấy không? Đấy, tại vì mình lấy cái tổ của tụi nó mà. Đấy thì hỏi sao mà ai mà không đánh cho được, thấy không? Kiểu như mình đi phá nhà. Thử coi có hàng nào nó đi phá nhà của anh em coi. Anh em quýnh không? Đấy, đây. Chưa gì hết là 600 rồi, thấy không? Đấy, có ngọc trai nữa nè. Đây. Ngọc trai là 2100 rồi nè, 2199 rồi nè, 2199 rồi nè. Thấy không? Tính chẳng lên là 2200 luôn ấy. Đấy, ok, một cái trứng Harry Zinozonus. Cái tủ lạnh của mình hết slot rồi. Mà nó tạm vô đây đi. Cái bột này khá là quý. Cái bột này rất là quý luôn ấy. Nó thấy cái bột này rất là quý luôn. Cái bột yên chen cái kia này ra đi. Con kia kia, đấy. Để mình coi lại coi. Nó ra thì cái tổ mới chưa. Chờ tụi nó làm gì mà tụi nó bu lại cọ chỗ ta. Kìa, thấy không? Thấy không? Nó cắn nè, thấy không? Cái này mà là cái chuồng sắt, cái chuồng mà gỗ em nó phá từ giờ lâu rồi. Nè, coi nè, thấy không? 3, 4 hàng. 4 hàng hay phiên nó cắn, nó không cắn là mới con AG của mình mới bị cắn xong rồi. Không có đau đâu. Thấy không? Thấy không? Đấy, nên là mình phải đi ra chỗ khác nha anh em, đi ra chỗ khác cho nó bớt. Nó bình tĩnh lại đi rồi nó mới tiếp tục làm cho mình cái tổ khác. Đấy. Đấy, đã chưa. Đây cũng là lần đầu tiên luôn mà mình đi nhốt cái con hải ly này. Bình thường là mình không có nhốt đâu, mình không có đi nuôi nhốt con nào đâu. Đấy,
Đấy, rồi ok. Tập hôm nay thì tập 16 mình đã đi nhốt tất cả những con một vài con hải ly lại ở một khu nào đó đi. Đấy, mình nhốt trong cái chuồng của mình, cái chuồng làm bằng đá nha anh em. Anh em lưu ý là nếu anh em muốn nhốt nuôi hải ly đấy, anh em nên xây bằng đá, không nên xây bằng gỗ nha. Tại con hải ly này nó có khả năng farm gỗ thì chắc chắn thì nó không sẽ farm, nó sẽ phá được gỗ rồi. Đấy. Nên là anh em xây bằng đá cho nó an toàn. Đấy. Xây bằng gỗ thì nó nguy hiểm lắm, nó có thể trốn ra đây. Đấy, và cái chuồng này khá là bự, vẫn chưa hết, mình vẫn chưa nhốt được tất cả những con hải ly trên map này đâu. Đấy, trong thời gian nhớ hai tập đi, mình sẽ cố gắng nhốt hết tất cả những con hải ly vào map, vào chúng cái chuồng này thôi. Tụi nó sẽ, tất cả tụi nó sẽ là của mình. Ok, bye bye nha, bye bye.